Chương trình Thanh Thức xin gửi đến ba câu dòng cổ, bài thanh cổ được mang tên Má ơi. Má ơi, ở quê nhà má nhớ con không, còn con ngàn chim. Bao ngày lòng nhớ thương người này, người quê yêu dấu khắc ghi bóng hình má tôi. Vì con mà tóc xanh phai màu, năm tháng dài dầu má nào có đâu buồn than. Ngày con rời cách xa làng quê, mãi trong trời sáng học bên nhà con, nhiều đi mãi trong trời sáng học hành nghe con. Má ơi, lời dài năm xưa con vẫn khắc ghi trên mọi bước đường theo học. Năm tháng trôi qua giờ con thành đạt trở lại quê hương, thì tóc của má nay đã phai màu. Mọi chuyến tàu, tàu chở bước con đi về miền quê đất khách. Suốt đăng trình mà đôi mắt của má dội trông theo. Nhà mình nghèo tuy không tiền không bạc, nhưng sống sao phải cho sạch cho thơm. Nhớ nghe con lời má dạy sớm tương lai tươi sáng. Mọi việc trong nhà má còn phải lo toan. Vì thương con nên má cực khổ ngày đêm, vậy mà con chẳng hề nghe má nói một câu than. Dạ thành phố phương xa con luôn nhớ má, chỉ mong một ngày con trở lại quê. Bầu trời trong xanh trên khớp qua nắng hồng khoe sắc mai, cành hoa thắm xanh tươi màu khi đón chào một mùa xuân mới. Lòng dằn lòng nhớ quê thương má tôi ngày đêm tàu tầng.
giờ lại nga bầu. Má ơi má ơi, má chính là chồng trăng sao bóng trong đêm đường con đi. Có má bên mình con không còn lo chi, chấp nhà chồng đời má luôn thừa chở cha. Tình cảm thiêng liêng làm sao con quên được cha nguyện cắt đi ở mãi trong lòng. Thuyền không bánh lái thuyền quay, con không có má ai bài tỏ cầu cho má mãi sống đời bên con.